Bà cụ nghe những lời chị nói những lời đó và cụ suy nghĩ điều gì bà cụ ơi? Nghe thương con ấm hết nè. Mà biết làm sao mà như không tiền ông bà thì đâu có tiền để là cho con xài với mình. Chết rồi không có tiền bạc thì để cho con thì nghiệp đó là nó nói vậy nè. Con cũng cảm ơn mẹ lo cho con từ nhỏ lớn tới giờ. Con biết làm gì cho mẹ nhiều hơn. Con chỉ gắng bán với làm cho mẹ thôi. Con không biết làm gì nữa hết đó. Đó là cố gắng hết sức mình chỉ dạ. Chứ không thể làm gì khác hơn được nữa. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. À, thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng. Này, Sóc Trăng chú ha. Quyện Vĩnh Tú, xã Hưng Phú. À, thì hình ảnh quý ông bà, cô chú, anh chị có thể thấy là một cái chị... Nghĩa xin lỗi là chị không có lành lặn đi bán trên chiếc xe vậy đó. Thì hàng ngày gông gỏi đây hả chú? Con hỏi chú nè, chú ơi, chú có thể chia sẻ giúp con là chị này bán mỗi ngày đây sao hả chú? Bán sống hàng ngày, bán nuôi mẹ già. Bán nuôi mẹ già, nhưng mà trên đường con đi á, thì con thấy được hình ảnh của chị á, là chị bị tật, con xin lỗi. Rồi chị phải bán cái đó là bán khoai, bán đồ chú hả? Bán khoai, từ khoai đồ nấu, khoai môn đồ nấu. Dạ, là mỗi ngày đều đi bán đây hết? Bán mỗi ngày. Dạ. Chú biết gì về hoàn cảnh của chị đó không chú? Hoàn cảnh hồi đó nó bệnh á. Dạ. Bệnh hồi 3-4 tuổi rồi đó, rồi bị tai biến tới giờ luôn, liệt luôn. Dạ. Hồi đó chứ nó bệnh giỏi hồi nhỏ. Dạ. Rồi bệnh đợt đó rồi sụi hai tay, hai giò. Dạ. Dạ thôi con cũng cảm ơn chú buổi chia sẻ ngày hôm nay. Để con đi tới đây con hỏi chị nhiều hơn về cuộc sống của chị để gửi lên kênh con. Mới ảnh xe đăng nhà nước cho được mấy năm nay, 2-3 năm. Lúc mà có xe đăng tới giờ là chị đi bán vậy đó? Hồi đó nó đi bán mới đây 2-3 năm nay. Dạ. Chứ hồi đó nó may ba cái bợ với gối lau nhà rồi đó. Dạ dạ. May. Dạ dạ dạ, con cảm ơn chú nhiều nha chú nha. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì trên đường Nghĩa đi đây thì gặp hình ảnh của một cái chị gái bán khoai của chú anh chị, nhưng mà cũng không biết nhiều về chị nên hỏi chú, hỏi thăm chú, thì hoàn cảnh của chị cũng nhiều khó khăn cho nên là Nghĩa xin phép được hôm nay đến để tiếp cận chị và ghi hình để gửi đến quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đẹp không? Dạ, đẹp. Vừa mình thấy. Em chào chị. Chị ơi, em có thể trò chuyện với chị một chút được không? Dạ được. Chị chích vô lại đi để thay xe anh ta đi. Dạ. Rồi. Chị quay xe cho camera thấy, quay xui xui ra chị. Em xin lỗi chị ha. Dạ. Thì hôm trước á thì em có đi qua con đường này, em cũng thấy được hình ảnh của chị. Dạ. Thì hôm nay em đi xuống thăm một hoàn cảnh ở trong đây, em lại gặp chị nữa. Thì em cũng có hỏi cô chú ở đây á, là biết chị đi bán này là bán cái gì chị? Bán khoai lang với khoai tự với sa ghi. Bán khoai lang, khoai tự, sa ghi. Với nà bợ với thảm. Con bọc vậy là chị bán được nhiêu tiền? Dạ, bọc 10.000 anh. Con bọc 10.000 là có khoai lang, khoai tự luôn ha. Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là chị bán này một ngày được khoảng bao nhiêu tiền lời chị?
40.000 ạ. 40.000. Dạ. À, em hỏi chị nè, rồi ở nhà đó là chị sống với ai? Em sống với mẹ. Sống với mẹ. Dạ. À, em xin lỗi nha, mẹ chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em năm nay 81 rồi. Ồ, 81 tuổi. Rồi dạ. Bà cụ ở nhà làm gì chị ơi? Má ở nhà nấu cơm cho em ăn không à. Mẹ nhà nấu cơm. Dạ. Rồi em hỏi chị, ngoài cái công việc mà đi bán khoai vậy nè, rồi chị còn làm gì thêm nữa không? Dạ em may thảm với nè bợ theo bán nha. À, may thảm với bợ theo bán nữa là cái dạ. Này đó chị ha. Dạ. Là mình đi bán khoai như vậy đó, rồi về nhà là máy này. Dạ em may thảm với nè bợ nữa. À, rồi chị có được hưởng tiền của nhà nước không? Dạ có. Được. Chị có thể chia sẻ giúp em đi, được bao nhiêu chị ơi? Tháng được 140. 540. Dạ. 540, rồi bán khoai này với mai thảm gì chị với mẹ chị á, cuộc sống đủ không? Dạ, có khi đủ khi thiếu nữa, tại vì má hay bệnh đau hoài, má nhức nằm mỏi hoài, mất mua thuốc thêm cho má uống. Có khi thiếu. Dạ. Rồi những lúc thiếu sao chị? Thiếu thì mượn ấy, lối sớm, mà chừng nào có tiền rồi trả. Dạ. Rồi nhà chị là gần đây không? Dạ, nhà em chích đẳng chút nữa. Chích đẳng chút. Cũng hơi xa. Bữa nay em theo chị về nhà chị được không? Dạ, được. Em giới thiệu với chị, em là kênh YouTube Nghĩa Phước Vlog. Dạ. À, hôm nay em xin phép chị là em ghi hình ảnh của chị lên kênh em. Dạ. Để ông bà cô chú có thể giúp được gì cho chị không nha. Dạ. Là cuộc sống với chị hiện giờ là sống chung với một người mẹ hơn 80 tuổi rồi. Dạ. Hằng ngày là đi bán khoai rong rổi trên con đường này. Với lại là thảm, còn mẹ thì ở nhà chỉ nấu cơm chị ăn thôi. Dạ. Dạ. À, mẹ nấu khoai cho em nữa. À, mẹ chị nấu khoai cho chị. Không biết nấu. Chị không biết nấu. Dạ. À, chị đi bán vậy thôi ha. Dạ. Chị nói là ngày là được 40.000. Dạ. Dạ. Mình bán này được mấy năm rồi chị? Em mới bán cả 2 tháng nay à. Dạ. À. Mỗi lần em bán số á, rồi cái người ta lấy số hoài em nghỉ bán. À, người ta là trước chị bán số. Dạ. Rồi người ta lấy số là sao chị? Nó lộ mình nó rồi giống như là 10 tấm rồi chứ tính tiền 5 tấm vậy đó. À. Rồi viết mình lỗ hoài. Rồi lúc đó chị không biết sao? Dạ, nó lấy rồi nó đi rồi mình đâu có biết đâu, nó đâu cho mình kiểm số đâu. À, rồi nó lấy cái lên xe nó đi. Dạ. Rồi mất cái ngày đó là coi như là mình không có lời. Dạ. Rồi thôi nghỉ rồi chị mới chuyển đổi qua cái bán khoai này luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Cô chú anh chị thì thường mà những ông bà cô chú, những bạn mà đi bán số mà em xin lỗi chị là không được không may mắn giống chị đó. Dạ. Thì hay bị mấy cái người mà mua số người ta gạt, thậm chí có những nơi người ta lấy nguyên cả cọc số luôn nữa. Dạ. Chị có bị trường hợp đó chưa? Dạ, bố hổm em lấy bị em bán hơn 100 tờ, lấy hết 60 tờ. Trời ơi, rồi ngày đó là mất vốn luôn. Mất vốn cả lợi luôn. Rồi em ví dụ nè, như chị đi bán vậy đó, rồi những ngày mưa mà lúc mà bán vé số rồi có... Dầm mưa đi bán luôn, chứ nhà không tiền lo rồi, gắng chịu bán. À, nhà không có tiền lo cũng gắng, cố gắng ha. Dạ. Nhưng em sợ là chắc mình cũng có bọc rồi này kia, sợ ướt với số chị. Dạ, cũng mình bỏ vô bọc đó, cũng đi dầm mưa lại luôn. Dạ, cũng vất vả khó khăn cô chú anh chị. Thì Nghĩa đã gửi hình ảnh của chị rong rổi đi trên con lộ này đó. À, với cái khoai cũ này thì bà con thương mua một ngày lời khoảng vài chục ngàn thôi. Đủ dạ. Sống qua ngày chị ha. Tại vì cái xe em nó bị hư đó, rồi em đâu có đi đường xa được đâu. Đi đường xa nữa chừng ngày hết pin nó mất lũi vô nhờ sạc nhà người ta nữa. À là hết pin là mình lũi vô nhà người ta mình xin vậy, sạc nhờ. Dạ rồi đâu có dám đi xa đâu. Dạ. Đi xa thì mình mất thời gian bán của mình. Dạ. Sạc có 2-3 tiếng đồng hồ rồi mình đem bởi được đầy pin nên mình chạy được. Dạ. Thường là chị đi bán như vậy đó, mấy giờ chị mới về tới nhà? Ta tới 3 giờ mới về ạ. Ồ, 3 giờ chiều ha. Dạ. Rồi sáng là chị có ăn gì chưa? Sáng má nấu cơm ở nhà cho ăn rồi về mới đi. À là chị sáng em không dám ăn sáng nên ăn sáng cái về nhà không có tiền đưa cho má mua đồ ăn. À. Dạ thôi, chị có thể về em đồng hành với chị ngày hôm nay, theo chân chị về nhà chị ha. Để ông bà cô chú biết được là cuộc sống của chị cũng như là bà cụ ở nhà. Dạ. Dạ. Thôi chị đi, chị dẫn đường em về nha. Dạ rồi. À, còn xa không chị? Dạ xa chanh.
Xa lắm hả? Dạ. Trời ơi. Dạ, dạ. À, Nghĩa mời cô chú anh chị cùng Nghĩa theo chân chị về nhà của chị đây. Thì trên đường Nghĩa gặp chị thì mong là ghi hình ảnh chị gửi đến quý ông bà cô chú anh chị ạ. Dạ, Nghĩa xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì hiện giờ đã tới được nhà của chị bán khoai đây cô chú anh chị. Phía trước thì có hình ảnh một cái gọi là cái này, cái đồ che che để mà mát nè. Ở dưới Nghĩa thấy được mấy cây chổi. À, Nghĩa mời quý ông bà cô chú anh chị vào bên trong nhà của chị bán khoai để cùng trò chuyện, buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Dạ, tới nhà chị rồi đấy ha. Dạ, tới nhà em ơi. À, nhà đây là mẹ chị đây ha. Em ạ. À. Bà ơi, bà ăn cơm hả bà? Ăn cơm con này. Dạ, bữa nay được gì ăn cơm bà ơi? Con ăn con mấy con luộc chứ không có gì chứ. Cô cá sặc luộc. Ừ, cô cá sặc luộc. Dạ. Dạ. Buổi sáng là chị Nhãn ăn cơm rồi. Nhãn thì đi làm với ăn cơm đó, sáng nó đi ăn ba hộp rồi tới giờ nó chưa ăn, rồi giờ tới chiều nó mới ăn nữa, tới trưa nó mới ăn, nó bán về nó mới ăn. Dạ. Dạ thôi bà ăn cơm tự nhiên nha, ăn cơm tự nhiên để con trò chuyện với chị Nhãn. Thì khi ăn cơm xong thì con xin phép con hỏi bà chút chuyện. À, con xin phép là con xin thưa với bà cụ là con trên đường con đi con gặp chị này nè. Thì con xin phép được ghi hình để ông bà cô chú có giúp gì được chị ấy không? Thì hôm nay con đã về tới nhà đây. Dạ. Là ở đây bà sống với sống con. Với hai mẹ con, có hai mẹ con à, chứ không có hai anh em thì giờ nghèo đi mừng mướn gần thế trơn á, trời đâu có nhà. Dạ. Rồi hai mẹ con sống rồi nó đi bán bậy bạ vậy, rồi chiếc xe đó thì đi không có, đi lên cầu thì sợ nó không có dám mấy đó. Dạ. Rồi đi là gần gần đây vậy hả? Dạ. Rồi sống hai mẹ con từ đó tới giờ từ nghiệp nó đi bán rồi thấy cũng khổ quá trời, cái gì ở nhà gì khổ quá sức gì đó. Dạ. Gì khổ, nhớ ông đi bán hả? Nó hơi chưa chưa gì về cái nhóm rồi, rồi con về tới đâu rồi nữa đó. Dạ. Yeah. Mình ra gì đi khổ quá, nó mà không tham gì có tiền có bạc gì cũng không có cho nó đi bán vậy nó, mà gì cũng khổ nữa, gì ở nhà gì cũng bằng tối ngày gì cắt giải đó, rồi lọc phai cho nó nấu nó bán. Dạ. Yeah. Rồi cắt giải rồi mai gì nó mai, còn đêm thì mẹ con thức dậy tới khuya có 9-10 giờ nữa. Dạ. Yeah. Vậy rồi cái mai rồi cái nó pha cái nó đi bán thì vậy nó pha nên đi bán. Dạ. Yeah. Bởi năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà? 82 rồi. 82 tuổi rồi ha. Dạ. Yeah. Là 82 tuổi rồi, hàng ngày là phải nấu khoai nè, cắt giải nè, nấu cơm cho chị Nhãn. Rồi chị Nhãn thì đi bán ở bên ngoài vậy đó. Đi bán. Dạ. Rồi vậy sao chị lên được? Lên được. Tại em muốn thấy chị Mai đó để cho ông bà cô chú xem. Bây giờ chị lên sao? À. Còn mấy bột đây hồi con mua cho. Dạ. À, chị Mai trên mấy bằng mai này đó hả? Dạ. Em rồi chị lên vậy sao chị lên được? Leo từ từ lên. Em xin phép là cho em ghi hình cảnh chị leo lên luôn nha. Đây là hình ảnh chị Nhãn sẽ lên, rồi chị sẽ mai ở đây. Rồi sau khi chị lên thì Nghĩa xin phép trò chuyện tiếp tục với chị để ông bà cô chú biết nhiều hơn về chị làm những mấy cái miếng này cô chú anh chị. Dạ.
rất là khó khăn, cô chú thấy đó, cô chú anh chị thấy đó, hình ảnh của chị lên. Bà cụ ơi, con hỏi là hàng ngày chị lên như vậy là bà cụ có tiếp gì chị không? Không có tiếp nó lên vậy đó, cũng có khi nó là cũng không mấy vậy đó. Dạ, yeah. Con thấy chị lên khó quá. Lên khó rồi, nó gắng nó lên ra thấy nước cuột vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi nên lên đại là không có ấy. Trời ơi, mỗi lần lên cái cả một vấn đề. Lâu lắm. Bà ơi, con hỏi bà thứ mấy bà? Út. À, bà Út. Dạ. Yeah. Nhìn cảnh này rất là đau lòng cô chú anh chị. Vì khổ lắm, thấy nó khổ lắm rồi. Thấy nó rồi khổ thì không có khổ không mà nói là khổ nhiều quá. Dạ. Những gì cũng gì già rồi còn nó khổ về già không ai nuôi. Rồi hai mẹ con vậy đó đau rồi thì nó ở này nó có xe nó đi mua thuốc đỡ uống được. Còn không mấy là nhiều đi mua thuốc rồi có khi tôi đau nằm hai mẹ con nằm đó nằm đã rồi nước vậy nó cơm cho nó ăn. Dạ. Chị thì ở gần đây. Dạ. Mà nó khùng muốn chết rồi nó khùng. À, cũng có chị, cô chị Nhãn đây ha. Có. Dạ. Mà khùng rồi nó không biết gì trơn hết trời, nó bị tai biến đó, rồi nó nói trời đất dữ lắm. Người. Dạ. Không biết nấu cơm ăn, chồng nó nấu cơm cho nó ăn nữa, nấu không biết nấu đồ cơm ăn nữa. Dạ. Còn người anh thì đi mặn, mấy anh em đi mặn xa không à. Dạ. Em hỏi chị nè, leo lên xin lỗi mệt không chị? Mệt, cũng gắng mà leo chứ mẹ theo đỡ nổi. Dạ, cũng mệt mà gắng mà leo ha. Dạ. Thì nó leo nó coi nó cũng mệt lắm. Là mỗi ngày chị đi bán về là chị phải leo lên đây rồi chị tiếp tục cái công việc hàng ngày của chị ở trên đây nữa. Dạ, đang treo đang khất để treo hết nó đang người ta có đang người ta mua. Dạ. Để nhầm khi mình treo về mình không có cái không kịp mai cái người ta làm lại mua rồi mình không có. Dạ. Yeah. Em cho em hỏi chị nè. Như. Yeah. Vậy là mỗi cái miếng này là chị mai đây hả? Dạ. Yeah. Miếng này với cái này. Yeah. Giờ em hỏi chị là miếng này chị mai vậy là chị bán được bao nhiêu tiền một miếng? Em bán 20.000 một miếng. 20.000 một miếng. Người vải này sao chị mua luôn hả? Sao? Vải em mua thước về cắt nhỏ ra. À, chị mua thước. Dạ. Rồi mua mét đó ha. Dạ. Rồi về cắt nhỏ ra mà em. Dạ. Một miếng vậy là chị bán 20.000. Dạ. Mà một mét vải là chị mua nhiêu tiền? Thước 10.000 lận anh. Thước 10.000. Mà mấy một thước mình làm được miếng này không chị? Một thước. Dạ. Mình làm không được. Ba thước. Thước mình được. Hai thước mình đây mình được một miếng. Một thước là mình là hai thước là mình làm được miếng một. Vậy chị bán 20.000 sao chị lợi? Dạ, nhầm khi người ta cho thêm nữa. Nhầm khi người ta cho thêm hả? Dạ. Là một thước 10.000. Dạ. Rồi bán này là 20.000. Mà hai thước mới được miếng này. Ba thước. Ba thước mình phải được hai miếng. À đúng rồi, ba. Dạ. Thước là hai miếng. Là miếng này chị lợi 5.000. Dạ. À, miếng lời 5.000 rồi nhầm khi người ta cũng có cho thêm. Một miếng này chị mai bao lâu chị ơi? 2 tiếng đồng hồ đó. 2 tiếng đồng hồ là chị gấp xong miếng này. Dạ, mình mai sẵn như vậy luôn á, mình vốn sẵn. Cái này gì nè, mình vốn sẵn gì nè, mình mai đây được 20, một ngày được 2 miếng. Là vúng sẵn rồi mới mai một ngày được 2 miếng. Dạ. Nhưng mà chị vúng này một ngày được mấy miếng? Em vúng nó vúng hoài tới em cũng không biết nữa. À. Dạ, em cắt nguyên một đống vải em vúng là nguyên một sọt 2-3 ngày trời lận. Tại vì hôm gà em đi bán này không có thời gian may nữa. Trời ơi. Là một ngày được 2 miếng, miếng lại 5.000, ngày được 10.000, đúng không chị? Dạ. Ngày 10.000. Nhưng mà cả một vấn đề của chú anh chị nội, cô chú anh chị có thể thấy chị mà lên được cái bộ giạc này nè. Rồi lên đây phải mai, rồi ngày thì rong rổi đi bán vậy đó. Rồi chị định mai cái này là mai gì chị? Em mai thảm lên nè. À. Cái này là cái nền của nó. Cái nền hả? Dạ. À cái nền cái dưới này ha. Dạ. À. 20.000 đẹp lắm cô chú anh chị. Cái này mình cũng người ta đặt hả là mình mai mình đi bán rong rổi về chị? Mình đi bán rong rổi á,
ai kêu máy gì thì mình máy đó. Dạ. Có khi thì cũng người ta kêu sửa quần áo cũng sửa luôn. À. Đúng rồi. Tay nắm được. Chị chia sẻ với em đi, chị bệnh này là bao lâu rồi? Con nhỏ chấm bụng mẹ là. Chấm bụng mẹ. Dạ. Là cơm nước hàng ngày là mẹ chị nấu. Nấu không mà em không biết nấu. Em nấu không được. Nấu không được. Thì chỉ là rồi hồi trước sao chị biết máy này chị ơi? Em học của người ta trên mạng á. À, học trên mạng. Dạ. Em học trên mạng rồi coi theo người ta làm. Dạ. Học trên mạng rồi coi theo người ta làm rồi mình về mình mua máy may này. Dạ. Của người ta cho anh em chứ em cũng không có mua nữa. Người ta cho. Dạ. Ở lối xóm thấy gì rồi góp tiền lại cho em. À, lối xóm nó thấy mình cũng như là muốn làm mà không có cái phương tiện làm. Dạ. Người ta góp tiền lại người ta cho chị. Dạ. Rồi chị may này được bao nhiêu năm rồi chị? Hồi đâu 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Dạ. Trời, 20 mấy năm nghề làm nghề thảm rồi cô chú anh chị. Chị may thử một mí cho em xem. Dạ. Cái này là chị may sao? Cái này cũng phải tập rồi nè chị ha. Dạ. May đâu có được. May đâu có được, có gáp cái này được. Chỉ cắt giải thôi, còn nó thì cắt giải cái áo cầm kéo cắt không được. Cắt không có được, mẹ cắt không à. À, nhưng mà phải nhờ sự trợ giúp của mẹ chị nữa. Dạ. Chứ một mình chị là không thể hoàn thành được cái miếng đó. Dạ đúng rồi. Cái tay có dở lên được đâu. Dạ. Cái tay đâu có dở được. Cái tay ngoài vậy đó. Cái này may không được. Tính nữa hay nhanh dở luôn. Này nè. Đúng rồi, coi trên mạng mà mai kiểu sao cái nó làm được. Nó làm được thế này, nó lại coi cái kiểu đó đó, lên yeah. mạng đó. Yeah. Nó hỏi vậy đó rồi nó ấy nó làm được. Nó mai bị lâu quá lâu, thành ra một cái miếng lâu lắm, để theo gì người ta mai thì không có bao nhiêu. Cái này lâu. Đâm ai thì không có bao nhiêu. Nhưng là do cái tay của chị. Tay của chị như vậy nên không thể nào mà nhanh được. Nhanh sao đâu được. Dạ. Với cái này mình gạt cái chân này vô nó có lâu. Mà cũng lâu, lâu hơn ta mang ngày 3-4 miếng nhưng nó mang ngày chừng miếng. Miếng nó mặn vậy đó, cũng như mặn hữu hợ chứ không có mặn cái gì được hết. Dạ. Sáng em đi bán rồi chiều giá này em bây giờ em mai thảm là bảo lên. Dạ. Nhưng mà với một miếng lời 5.000 thì ít quá. Nhưng bán mắc hơn thì sợ người ta không mua. Dạ. Năm mai rẻ thì mình không lời được nhiêu. Dạ. Cái này người ta cho giải đó. Mình ra mai có cái đó nó lời cái đó đó, nó được cái đó đó. Dạ. Dạ, cái này mai nó không có lời lớn gì chân bao nhiêu hết trơn. Cái này là phải giải vải nguyên mới được hả chị? Giải nguyên. Tại vì mình lấy cái này mình giải màu. Tên đòi thảm màu á. Dạ. Rồi mình mua giải màu này kia đồ mình phối hợp vô. Cái này nặng bằng không chết luôn. Để ra được một miếng thảm cả là một quá trình của chị, của chú anh chị. Cô chú anh chị thấy nhìn thấy khi nãy đến giờ nè, rất là lâu luôn. Còn dạ. Dù rằng là cái nghề này đến đi theo chị cũng đã hơn 20 năm giống như chị chia sẻ khi nãy, nhưng mà do em xin lỗi chị nha. Dạ. Do tay chân của chị không có được lành lặn như người ta, không được như giống người ta. Dạ. Những bao người khác cho nên là những cái thao tác của chị nó sẽ chậm hơn, khó khăn hơn. Ngồi dựa vậy đó, làm miếng mai được chứ ngồi bình thường như mình ngồi gượng đâu có được. Dạ. Cái tay này thì dở lên không được, cái tay đó dở lên được, tay thì dở không được, mà nắm lại được vậy đó. Dạ. Vô cái gì đó là lâu lắm, ngày mai. Giờ thấy nó mai cái lâu vậy đó. Dạ. Thì ra lâu nói là mai vậy kêu mai lâu lắm. Ừ.
nợ nghe nó thấy lâu rồi đó. Quá lâu rồi còn vô hả chị? Rồi năm mai nhiều vậy chưa đâu có mai đâu có nhiều được, nhiều tiền được. Đi bán hoa thì má ra trời nắng lâu quá, mày bán đi. Lấy đi để bán lại cho con đi bán đi. Kiếm tiền mua cá mắm mà. À, là mẹ chị thấy nắng quá, không muốn chị đi bán đúng không? Dạ. Nhưng mà chị cũng muốn bán để kiếm thêm tiền để mua cá mắm đồ ăn. Dạ. Mình bán một ký phai là được, bán ngày 2-3 ký phai thì là được 2-3 ngày, chừng 20-30 ngàn. Dạ. Mình có khi bán không được, có khi bán được, đâu có bán hoài được. Dạ. Mấy ngày này mà cái ngày này là mừng hoài, mà vậy đó mà mừng hoài được. À cái này thì mừng hoài được. Ừ. Thì mưa trời nắng gì mình ở trong nhà làm cũng được. Mừng hoài được mà mình không có được thất tiền như cái kia mỗi ngày có tiền. Đi mang số thì bị người ta giật số. Cái này thì lời ít lắm. Dạ, lời ít thôi. Cho chị không mua vải gì rẻ rẻ chị. Còn cái nào rẻ hơn nữa không? Vải rẻ mình không có mua được ở xa được, em không có đi xa được á. À. Em ta này là bán ăn không mà. Như yeah. Ngoài lộ đây ta có bán được, còn mình đi xa mất mua giải trí rồi không được. Dạ. Yeah. Đâu ai chở đâu. Dạ. Yeah. Nãy giờ mà có nhiều đấy đó. Tại vì em thấy một miếng chị lời có 5.000 thì thấp quá. Dạ. Yeah. So với công sức mình bỏ ra. Dạ. Yeah, mình bỏ tiền công mình luôn á. Dạ, yeah, đúng rồi. Bây giờ ông mà ngồi không thì không có làm gì được hết là tại mà ngày nay kiếm 50 ngàn bạc cũng có. Dạ. Là nãy giờ chị được nhiêu đây rồi đó hả? Dạ. Trời còn ơi. Phối hợp màu vô nữa. Còn phối hợp cũng như là màu đỏ với màu ngoài kia nữa ha. Dạ. Dạ. Nó nổi vô đây rồi. Nó vậy nó mới đẹp cái miếng thảm của mình. Cái này dạ. Kêu bằng thảm đúng không chị? Dạ thảm. Dạ. Thấm chồng. Dạ. Em hỏi chị nè. Dạ. Khi chị đi bán như vậy đó, khi chị về chị mai vậy đó, chị thấy mẹ chị ở nhà nấu cơm, chị thấy mẹ chị rửa khoai nấu khoai cho chị, cảm xúc chị như thế nào? Chị suy nghĩ như điều gì chị ơi? Dạ em buồn lắm mà em không làm gì được tiếp cho mẹ được chân á. Tại vì cái gì cũng ngọt tay mẹ chân, có khi em buồn. Dạ. Muốn chạy đi vô chiếc xe tải làm đồ chết rồi. Trời ơi, chị đừng nghĩ vậy. Chị nghĩ vậy rồi em xin lỗi, nếu mà chị có cái suy nghĩ đó là tiêu cực lắm. Người mẹ ở nhà sao? Thì bởi vì em nghĩ tới mẹ em cố gắng làm. Cũng như tuổi cái thân phận mình chị ha. Em dạ. Xin lỗi là không có lành lặn giống như bao người khác. Không có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho mẹ đúng không? Dạ đúng. Em không làm gì tiếp cho má được đó, thì em tự phận hơn. Làm cực khổ cho má thêm. Giống như là gánh nặng cho mẹ đúng không? Dạ đúng. Chị có mong ước điều gì không chị? Mới sao có chút tiền em cho má đi chị bệnh cho mạnh khỏe đang sống với em. Mẹ chị bệnh gì chị? Má em bị thoái hóa với bị tim nữa. Thôi hoa với tim. Dạ. Là cũng có đi khám bác sĩ rồi. Dạ. Nhưng mà chị không có khả năng lo cho mẹ đúng không? Dạ. Dạ. Giờ em bán ngày nào thì gom gom có tiền nặng cho má đi khám bệnh. Dạ. Còn chị em đâu có dám ở tiệm ăn gì đâu. Vì nhà ăn cơm với má. Cũng như không dám ăn gì bên ngoài hết. Dạ. Tại vì đi ăn cũng phải 10 ngàn, mười mấy ngàn chị ha. Dạ. Vì với lại là cái tiền thu nhập của mình thì ít quá. Dạ, một, đúng rồi. Một ngày 30-40, 20-30 gì đó bán khoai. Rồi ở này thì mai mỗi miếng chỉ có 5 ngàn thôi. Dạ. Một ngày là chưa tới 50 ngàn đúng không chị? Dạ không, ngày không được 50 ngàn đâu. Tại vì chị phải mai mấy cái dúng đó xong rồi chị mới mai lại cái này, tính luôn cả thời gian thì hết luôn là một ngày chắc em nghĩ không được hai cái. Năm ngày mà em giống có nhiêu anh?
Dạ. Có nghĩa là khi giống sẵn rồi á là chị mai một ngày mới được hai cái này đúng không? Dạ. Bởi vì em hai cắm này em đi tắm khai á. Dạ. Thì về tới trưa nhằm khi người được hơn thì người ta mua nhiều về sớm á. Dạ. Anh chị em của mình được mấy người anh chị em chị? Có 9 người anh em nặng mà toàn là mấy anh nghèo nghèo không, anh cũng lo gia đình cho anh, cũng đâu lo cho mình được hoài đâu. Ồ, chính anh chị em là rồi những người anh chị em đó có về phụ chị không? Dạ, có khi anh cũng phụ tiền nặng lo đi khám bệnh cho má. Dạ. Còn tiền thì thuốc hàng ngày thì em lo cho má. Ừ, thuốc hàng ngày là chị lo, còn đi khám đồ này kia thì có khi cũng mấy người anh về phụ tiếp chị ha. Dạ. À, rồi chính người anh em đó ở gần chị không? Dạ, anh đi làm ở thành phố ở xa chân. Ừ. Có người chị ở gần kế bên nè. Dạ. Chị là út trong nhà đây gia đình. Dạ. Dạ. Một cái mong ước để cho người có tiền cho mẹ chị bệnh, cô chú anh chị, một cái mong ước. Đôi khi bất lực thì cảm giác chị buồn mũi lòng, có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Qua một nội dung video này em cũng mong rằng là chị đừng có suy nghĩ đó nha. Dạ. Trời ơi, không có được suy nghĩ đó. Phía trước còn nhiều cái đang chờ chị lắm. Mẹ chị thì tuổi ngày một lớn rồi, hôm nay đã 82 tuổi rồi. Trên nước sao được chiếc xe cát đi đường xa hơn. Chiếc xe đó là em hồi nãy cái dốc cầu em thấy chị lên nặng nhọc quá. Dạ. Nó chạy yếu à. Dạ. Bởi vì em dám đi chứ không thôi cũng đâu có nhờ người khác được hoài đâu. Đúng rồi, đâu. Đi hàng ngày mà. Dạ, đâu có ai đứng đó chờ để đẩy cho dạ. Chị lên chứ cái cầu đó. Thì mình cũng dám vượt lên. Sợ nó hết pin nổ trần dốc cầu tụt. Ờ. Chỉ là sợ thôi chứ chưa từng bị chị ha. Dạ. Thì nhưng mà cũng sạc pin hồng hồi hoài vậy đó. Dạ. Đâu đẩy cho nó hết pin nổ trần đâu. Dạ. Nghe tâm sự của chị mà mũi lòng của chú anh chị. Dạ thôi thì em xin phép chị em ra trò chuyện với mẹ chị một chút ha. Dạ. Chị làm tự nhiên đi ạ. À. Dạ. Bà ăn cơm rồi ha. Ăn cơm rồi. Dạ ăn cơm rồi, giờ ra lột khoai. Cái này mình lột rồi cái mình rửa mình nấu hả bà ha? Nấu quán sáng khuya thức dậy nấu. Khuya thức dậy nấu. Cũng như là ban ngày mình lột sẵn vậy đó, mình rửa xong cái khuya mình thức dậy nấu thì ngủ ngủ. Vô bọc cho chị đó rồi chị nhãn rồi chị đi bán về dài. Cái này mình mua sao bà ơi? Cái này mua cái này 5.000 ký nè. Không ý là mình đi mua hay sao bà? Người ta bán ở đây nói là họ gì cũng đi mua không được. Rồi người ta lại người ta bán nhiêu mua nhiêu. À người ta đem lại tới nhà cho mình. Dạ. Vậy đó đi đâu có được, đi tới đâu thì tính tới đó vậy đó. Dạ. Rồi cũng như khoai lang khoai từ này kia người ta đem lại tới nhà mình hết luôn. Ở trong kia thì nó rẻ lắm mà ở đây mình mua nó mắc. Dạ. Mua đồ hàng bông người ta mua đi bán lại đó. Dạ. Cũng như người ta mua ở chợ xong rồi người ta về người ta mới bán lại cho mình. Cho nên giá nó cao hơn. Dạ, nhưng mà ít. Nhưng mà mình thì không thể nào đi trong kia được. Có đi đâu được, tối ngày gì thì không có đi được. Sống thì nó nhức khu quá, sống luôn này kia rồi nó nhức, rồi không có đi xa được. Rồi nó đi xe thì nó đâu có đi xa được. Dạ. Đi vòng vòng vậy đó. Hồi nãy khi con chia sẻ trong đó thì chị Nhãn có mong ước là muốn có tiền để trị bệnh cho bà cụ đó. Vậy đó mà có thì chị bệnh lắm ơn, có thì bệnh cảm ơn, còn ấy thì giờ nó đau gì đâu tùm lum hết trơn, trời giờ già rồi không có biết đau sao đau, rồi ở nhà xin thuốc chạm đồ này kia với đi lâu lâu đi với huyện vậy đó, xin thuốc vậy thôi chứ đâu có đi đâu. Dạ. Thì uống vòng vòng đây thuốc vòng vòng đây vậy đó. Dạ. Con hỏi bà nè, một bữa bà ăn cơm được mấy chén bà ơi? Trời, ăn cơm có bữa nửa chén tùy theo, có bữa có nửa chén, bữa rượu chén. Dạ. Ban đêm mình ngủ được không bà? Có đêm ngủ, nói có đêm ngủ được, có đêm ngủ không được gì chăng á, trời nó đủ thương nhiện hết trơn con ơi. Dạ. Già này á, có đêm gì ngủ không được, có đêm gì thức suốt đêm nha. Rồi có bữa ăn cơm giờ có đồ ngon ăn cũng được, có bữa ăn thì chén, đừng chén, có bữa ăn nửa chén, rồi bữa ăn ấy. Dạ, do mình lớn tuổi với
còn cái bộn bề phía trước phải lo bà ha con. Vậy, vậy đó. Giờ nhất thôi quá sống rất là công sống vậy nè. Công sống công qua một bên luôn vậy đó, nó nhất người đi thì đi hồi ban đầu đứng vậy đi được, rồi cái đi hồi cái muốn sao làm như cái gột nó muốn thắt cái cột gột vậy đó, rồi đi không được hết trơn á trời vậy đó. Vậy mình có phải uống thuốc hàng ngày không bà cụ ơi? Bây giờ uống thuốc xin thuốc chạm đồ uống vậy đó. Xin thuốc chạm uống. Ừ. Kiếm thuốc nam ai chỉ thuốc gì rồi uống. Dạ. Uống còn cái nào chịu thì nó bớt, không bớt thì thôi không biết làm sao nói. Dạ. Thì đi với hôm đó đi với huyện thì nó chụp hình nó là khổ quá, sống như đó thì điểm đó. Dạ. Hai bà bệnh. Nó báo ở trung tâm cái chân già già rồi không biết làm sao nó coi. Dạ. Giờ phải chịu, giờ già bây giờ được ngày nào sống nên, ngày nào nên, ngày nấy chứ giờ không biết sao nó gắng sống mà như từ nghiệp nó vậy đó. Chưa mà sống sợ người hai mẹ con nằm hết trơn hết trơn, nó thì đi không được, gì thì nằm nữa rồi khổ vậy đó. Con đang nghĩ tới điều đó. Ừ. Con đang nghĩ 5 năm, 10 năm, 20 năm ở phía trước. Con xin lỗi thì sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi hết. Thì cái đó trong đời ai cũng phải trải qua. Con xin lỗi bà cụ nha. Năm nay cũng 82 rồi, nếu 10 năm, 20 năm nữa thì chắc có. Đâu thể nào lột khoai cho chị bán, đâu thể nào đi xuống dưới nấu khoai được. Thậm chí những cái sinh hoạt cá nhân cũng khó khăn nữa. Rồi lúc đó chị Nhãn thì không thể nấu cơm, không thể nấu khoai. Đi bán vé số thì bị người ta giật. Chỉ may đắp đổi ngày 5.000, 10.000. Lúc đó, có khi nào bà cũng suy nghĩ điều đó không? Suy nghĩ cùng ở trên hay trời, suy nghĩ con đi bán thì cũng sợ. Hôm đó nó đi bán vé số thì chờ sợ muốn chết luôn, sợ người ta giật đồ này kia đó, rồi người ta lấy tiền bạc rồi này kia đó, thấy lên đài thấy người ta vậy đó cũng sợ. Rồi giờ không cho nó bán số, rồi nó đi vòng vòng nó đi lên đó nấu phai cho nó lên nó bán chỗ đó rồi nó về bán hết rồi nó về. Thành ra phải ác cái khỏi đâu cậu cũng biết á. Vô nó bán. Rồi suy nghĩ, nằm đêm suy nghĩ là con cái mà ăn từ nghiệp nó khổ sở như vậy đó. Rồi mình cũng ở nhà mình cũng lo, lúc nào lo cho nó, rồi lúc nào ấy, rồi cũng mặn đêm suy nghĩ, không biết làm sao nói. Đó đâu thì tính tới đó, vì chết tay sống mai không biết giấy trời, ông bà gì độ hộ cho. Sống thì sống, chết thì chết, chứ đừng nằm tại chỗ khổ cho nó nữa. Rồi mẹ khổ vậy, rồi nó nữa, rồi khổ vậy đó. Khổ vậy đó. Như gì ta là chết liền, sợ sợ năm mai kia muốn nọ bị tai biến là gì, bị tai biến hết lần rồi. Dạ. Rồi mà nó còn vậy đó mấy năm nay rồi nó cũng đỡ đó, chứ không mấy năm tại chỗ mấy năm giờ chết rồi. Cha nó đó bị tai biến đó. Dạ. Bị tai biến nằm cho 3-4 năm chờ nuôi ổng chết luôn, lúc nào nuôi ổng rồi lúc nào nuôi nó. Rồi giờ ổng qua đời rồi tới nó vậy đó. Dạ. Nó khổ vậy đó. Vì cũng giái cho đừng có vụ đó đi, vì chết chết liền mẹ nó cho gọi đi. Chưa để sống mà nằm đó ương người từ nghiệp con, khổ cho con nữa, khổ cho nó nữa. Đó là nỗi lòng của người mẹ đó cô chú anh chị. Khi con mình dù có lớn như thế nào nhưng mà đâu đó vẫn trăn trở nỗi lo. Và đặc biệt thì chị Nhãn này không, con xin phép bà là chị Nhãn không có lành lặn giống như bao người khác bà ha. Cho nên là rất là lo, nỗi lo chồng thêm nỗi lo. Cho nên nhiều cái đó. Rồi con có vợ có chồng đâu, mình đâu có nói đâu có nuôi mình bất quá đơ, cho 100.000 đồng bạc nó lâu lâu nó gửi gì cho 150.000 bạc thôi, nó đâu có cho. Nó nghèo nó đâu có cho. Thì mừng mướn hết trơn chợ dương nhỏ ở cái này nè. Bây giờ nó nấu cơm cũng không được nó ăn nữa, chồng nó nấu cơm cho nó ăn nó cũng bị tai biến nữa nó. Bây giờ ba lơn vậy đó, nó không có nhớ cái gì trơn á trời. Nhà này là của nhà nước cho mình hả bà? Nhà nước, cái này chùa, cái đó nhà nước, còn cái này cũng bệnh đồng quân cho. Hội từ thiện Thanh Long, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi con hỏi bà cụ là hồi trước mình bà cụ còn khỏe là làm công việc gì bà ơi? Đi mặn mướn, mặn đồ lắm đó. Đi mặn mướn nha. Bà cụ là chính người con. Ai mướn thì mặn nấy. Rồi những người con khác có về phụ với bà cụ đi? Ít lắm. Dạ.
có phụ gì nó lo, nó cho nó ăn, nó lo mặc nó không đủ nữa. Con hỏi bà nè, rồi bà cụ có thể nào gửi gắm chị nhãn cho những anh chị nào được không? Thì bây giờ chưa có biết đó. Dạ. Yeah. Rồi từ đó rồi giờ qua đời rồi á, rồi ai lãnh lãnh chứ giờ cũng chưa biết sao á. Có anh chị nào về nói là sẽ về đây ở với bà không bà? Thì giờ á, thì có người chị đó mà không biết làm sao. Người chị là giờ ở mà không biết gì bây giờ á, nó ở trên thành phố chảnh rồi. Nó lo nó mận nó nuôi coi 3-4 cái con rồi. Dạ, yeah. Nhưng mà cũng cũng nói là thời gian sau này cũng sẽ về đây. Thì má chết mới về thì không biết làm sao má. Thì nữa nó chết rồi về thì rất cũng rất giả thấy màu luôn. Bọt nhỏ nhỏ nha. Nhưng mà chị em thì cũng không bằng cha mẹ ruột. Bây giờ làm sao bằng. Dạ. Yeah. Bây giờ con mình gầy mình la nó còn trả lời lại chưa đừng nói chị em. Dạ. Yeah. Bây giờ gì gì gầy mấy gầy á thì nó còn trả lời lại chứ chị em nó muốn làm gì nó làm. Dạ. Yeah. Làm sao nó làm thì nó. Bây giờ không biết. Bây giờ phải chứ mà nó có đừng có tật có nguyền vậy đó. Dạ. Yeah. Thì nó bây giờ nó đi vô chùa mà có tật đi xích sụi hay gì nó vô chùa nó ở cũng được, chùa này nuôi kia nuôi cũng được. Yeah. Còn như vậy là ai nuôi nó? Yeah. Không ai nuôi nó được hết trơn, không ai lãnh nó được hết trơn, có chị em nào có hiếu thảo thì lãnh. Yeah. Còn không có hiếu thảo thì thôi, không có lãnh được đâu. Những nỗi trăn trở đó trong tâm tưởng của bà cụ, của người mẹ. Qua video ngày hôm nay con hỏi bà có mong ước điều gì không? Bây giờ mong ước thì bây giờ dư là có tiền á thì chị bệnh cho gì với chút đỉnh với cho nó được như chiếc xe giờ sửa được thì sửa được thì cho chiếc xe khác vậy đó, giờ sửa lại nó mấy gì không biết sửa lại như thế nào không biết. Chị chia sẻ với con là chiếc xe là do là mình đi qua cái cầu cao quá rồi hết điện hết bình gì đó do cái bình hả bà ha? Sợ do cái bình bây giờ dư là kiếm chỗ nào để sửa cái bình đó lại không biết. Dạ. Yeah. Sửa lại không được, bữa hổm sửa rồi đó, bây giờ đi người cái xe kia thì được hồi bằng đầu được 24 tiếng hộ 8 tiếng sạc được 8 tiếng xe này là có 1 tiếng 2 tiếng rồi đi sạc hoài đi dài theo sạc hoài. À ghé nhà người ta sạc nhờ. Ừ vậy đó. Dạ. Yeah. Sợ quá cầu. Quá cầu nó tụt cái là vất vả. Yeah. Với lại là chị không có chống chổi gì được hết. Có chống chổi gì được đâu. Dạ. Yeah. Vì đâu có đi được, đưa nó ngang cầu. Dạ. Yeah. Phải đi được thì mình đi sao, sao nó mình đi được cũng đỡ. Con cháu rồi nó đi theo cũng đỡ. Còn cái này nó đi không có ai đi hết trơn đó. Dạ. Dạ. Dạ chỗ đó, giờ không biết sao nữa. Ngoài... cho được chiếc xe thì cũng mang hơn, còn không cho được thì sửa lại cho tiền sửa cũng được. Yeah. Ngoài công việc ở nhà là rửa khoai nấu cơm thì con thấy ở trước có mấy cây chổi nữa bà ha. Thì cái đó cứ cầm chổi rồi mướn người ta bó không nổi. Mướn người ta bó rồi mình bó để đó mà ai qua lại mua mình bán. Ai lại mua đi. Ai mặn gì được, ở nhà mặn gì được thì cũng cần. Mình đi lần tối ngày. Yeah. Con hỏi bà được có được lãnh tiền nhà nước chưa? Có. Cũng có lãnh tiền nhà nước rồi ha. Có rồi. Tháng được nhiêu bà ơi? Tháng 360 rồi. Như vậy là tiền bán hàng ngày của chị nhãn, rồi tiền chị nhãn lãnh, rồi tiền của bà cụ lãnh nữa, đủ xây trong tháng không bà? Thì cũng có khi thiếu có khi đủ vậy đó. Có khi thiếu như là nó vẻ bữa nào bán nhiều quá, như bán phai đồ được nhiều đó thì nó có nhiều. Yeah. Tiền đồ này kia đồ xài được, còn có không khoái thì cũng hụt. Yeah. Rồi như là gạo mình là phải mua. Dạ không mua, có khi gì người ta cũng cho. Yeah. Rồi á mà như là mà không phải là một tháng mình mần được hết. Yeah. Đi mần tháng không có mần được, phải mần được hoài thì cũng có tiền xài. Yeah. Hôm đó đi bán số mình đã giật tiền hết trơn á, trời không có tiền bán số luôn. Vậy nghỉ bán số đi cực quá. Dạ. Yeah. Bán số giờ này đâu có gì à. Dạ. Yeah. Tới 12 giờ đồ ba cũng về chịu mới về, có bữa ế là tới trưa tới sáng mới về. Còn bán tay kệ vài lời đây vài chục ngàn bạc là
bán nhiều thì lời nhiều, bán à, được 4-5 ký thì lời được 40 ngàn, còn mấy thì lời chừng bán ít ký thì lời mớ vậy thôi. Dạ. Ký lời được ngàn bạc, quá 10 ngàn. Nó cũng không có điều, bữa bán được nhiều, bữa bán được ít. Dạ. Nhiều bán bữa nay ít còn, còn lại 4 bọc. Dạ. Con hôm nay con xuống đây đó để biết được cái cuộc sống của bà cụ cũng như chị Nhãn. Này trên đường con đi thì con gặp hình ảnh của chị ấy bán rong rổi ở trong con lộ trong kia đó. Thì hôm nay con tới nhà để con ghi hình ảnh của bà cụ cũng như là chị Nhãn lên kênh của con. Thì con hôm nay con đến thì con cũng có quà của ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó. Con mời bà vô bên trong ha. Rồi con gửi với bà ít quà dùng lấy thảo với ông bà cô chú ạ. Chị ơi, hôm nay em đến đây đó thì cũng biết được cuộc sống gia đình mình cũng có nhiều vất vả khó khăn. Em xin phép chị với con xin phép bà ha, con gửi ít quà cho bà cụ với chị dùng lấy thảo. Nãy giờ em chia sẻ ngoài kia thì những nhiều lắm những nỗi lo của bà dành cho chị. Cuộc sống ở phía trước sẽ có nhiều vất vả hơn khi tuổi bà ngày một lớn. Bà có thể 5 năm, 10 năm nữa bà cụ không có rửa khoai cho chị bán, có thể không thể nấu cơm cho chị ăn. Có mẹ đây, hôm nay chị có muốn nói gì với mẹ chị không? Con cũng cảm ơn mẹ lo cho con từ nhỏ lớn tới giờ. Con biết làm gì cho mẹ nhiều hơn. Chị gắng bán với làm cho mẹ thôi. Con không biết làm gì nữa hết đó. Đó là cố gắng hết sức mình chị. Dạ. Ha, chứ không thể làm gì khác hơn được nữa. Dạ. Bà cụ nghe những lời chị nói những lời đó, bà cụ suy nghĩ điều gì bà cụ ơi? Nghe thương con ấm hết nè. Mà biết làm sao mà như không tiền không bạc thì đâu có tiền để là cho con xài với mày. Chết rồi không có tiền bạc thì để cho con từ nghiệp đó lên nó nói gì nữa. Còn cái giờ không biết làm sao nói. Anh em, giờ thôi. Giờ thì con thì giờ mẹ con nuôi với nhau vậy đó. Thấy nó nói cũng đồng lòng dữ lắm. Để nó nói, con không biết sao nói. Ở tuổi mẹ chị thì không còn khỏe nữa, em xin lỗi. Dạ. Có thể thì dạ. Lưng của bà cụ thì cũng bị nhức, bị đau. Cũng phải uống thuốc hàng ngày. Với những đồng tiền chị mua bán hàng ngày nó rất là ít, là chỉ là đạm bạc cháo rau hàng ngày thôi, chứ không có cái gì gọi là cao sang, cũng không có nhiều. Cho nên ở phía trước còn rất nhiều cái vất vả và nỗi trăn trở của gia đình mình. Cũng may mắn là được hội từ thiện cho được cái căn nhà thì coi như là tạm ổn về cái phần nơi ở, nhưng mà ở phía trước mưu sinh thì rất nhiều. Giống như chiếc xe thì nay hư mai hết bình, bán vé số thì bị người ta giật, người ta gạt. Dạ. Bán khoai thì bữa nhiều bữa ít. Mai này thì cô chú anh chị thấy đó, một miếng lời 5 ngàn. Đôi khi ông bà cô chú mua mà cho thêm thì đỡ được cái miếng đó, còn không cho thì mình lời chỉ 5 ngàn thôi. Dạ. Nhưng khi cái thời gian mà bán khoai về á, thì dành thời gian còn lại một ngày là được 2 miếng thì cũng có 10 ngàn thôi. Dạ. Dạ. Hôm nay con đến thì con xin phép gửi vào cái hộp sữa của dì Lê ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày bà uống lấy thảo với dì Lê. Dì cảm ơn dì Lê nhiều lắm nha. Cảm ơn. Dạ. Nhiều lắm, không biết làm sao. Con chân thành cảm ơn dì Lê đã gửi hộp sữa đến bà cũng như chị Nhãn đây. Con xin chúc dì luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Ngoài ra thì hộp sữa này có hộp thuốc của dì Lê, hộp thuốc Paramat này, thuốc cảm sốt nhức đầu, khi nào có bệnh háo uống nha bà, thì mỗi lần mình uống 2 viên vậy đó. Cảm ơn đây nhiều lắm nha. Dạ. Nhà cho em gửi lời cảm ơn sức khỏe dì Lê lo cho mẹ em, chúc dì Lê ở đó mạnh khỏe. Dạ. Đây là phần quà của chị Dân Nguyễn ở bên nước Mỹ. Đây là chai dầu cù la. Dạ. Bà mở ra bà sức lên bây giờ. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn. Chị Dân Nguyễn.
Là chị Văn Nguyễn. Chị ngửi cái thơm không? Xà bông. À, cái chị Dân Nguyễn này gồm có cái này hộp hem, chị bà mở nắp này ra cắt ra chiên ăn nha. Dạ. Với lại cục xà bông với dầu cù là này với hải sản này để hồi con khoe sau. Tại cảm ơn vì cô Dân Nguyễn. Con Nguyễn nhiều lắm nha. Em cũng gặp mặt. Qua Mỹ đi gặp. Dạ, con dẫn bà cụ qua Mỹ ha. Đi. Đi rồi bỏ chị ở nhà cho ai? Kệ, ở nhà. Bỏ đi, nhà con buồn. Chắc đi theo luôn quá. À, em cũng xin thay mặt bà cụ như chị Nhãn chân thành cảm ơn chị Dân Nguyễn đã gửi yêu thương đến bà cụ ngày hôm nay cũng như xà bông, dầu và hải sản. Chúc chị cùng gia đình luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. À, chai dầu xanh này của chú Minh La ở nước Mỹ với lại là thuốc. Con xin phép con gửi cho bà uống nha. Cảm ơn chú gì? Chú Minh La. Dạ, cảm ơn chú Minh La rất nhiều. Ủa thuốc này mình uống như sao? À, thuốc này thì chị rất là nhiều bệnh, mọi trong đây mỗi một bịch nhỏ nè chị. Dạ. Sáng mình uống bịch, chiều uống bịch. Trong dạ, này có chia nhiều bịch. Dạ, to. Dạ có to đây, có to đây, chị uống. Trước tiên thì con đến đây ngày hôm nay con xin phép chích quỹ của ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân gửi cho bà cũng như chị đây để có chị là có vốn để mua giả chị mai ha. Dạ. Cũng như bà có tiền uống thuốc. Con xin phép con xin tiền của ông bà cô chú con gửi đến bà cụ như chị Nhãn đây để vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Đầu tiên con xin gửi món quà của một mạnh thường quân giấu tên gửi cho bà 500.000. Dạ em cảm ơn rất nhiều. Mạnh thường quân giấu tên. Mạnh thường quân giấu tên, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Em cũng xin làm gì cảm ơn chứ không biết làm gì nữa. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh Mạnh thường quân giấu tên đã gửi đến bà cụ 500.000. Chúc anh chị luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. Con xin phép con gửi món quà của một cô ở Chicago, ở nước Mỹ gửi cho bà 500.000. Dạ, cảm ơn cô. Cô ở Chicago. Cô ở Chicago, nước Mỹ. Cảm ơn cô rất nhiều. Trời ơi, biết Chicago là nước Mỹ luôn kìa. 11 đi Mỹ mai thảm nha. Dạ. Thôi chừng nào cô mới rước em mới đi được. Con mới đi được. Con xin chân thành cảm ơn một cô ở Chicago đã gửi yêu thương đến bà và chị ngày hôm nay 500.000. Con xin chúc cô luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, thân tâm, thường an lạc. À, con xin phép con gửi món quà của một cô ở Pleiku ở ngoài Tây Nguyên ngoại đó gửi cho bà cụ 500.000. Cảm ơn cô rất nhiều luôn. Đi ra ngoài hái cà phê. Đi. Khó đi quá. Chắc đi bữa nào đi ngoài mua cà phê về uống quá. À, con xin chân thành cảm ơn một cô ở Pleiku đã gửi yêu thương đến bà cụ cũng như chị đây 500.000. Con xin chúc cô luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. À. Hôm nay vui không chị? Dạ rất mừng luôn. Mừng vui hả? Vui gì? Rồi có tiền rồi, buổi chiều nay chị làm gì nè? Đi mua thuốc cho má uống. Mua thuốc cho má uống. Chiều nay má thuốc uống rồi mai bữa nay mua uống đúng ngày đấy. À, con xin phép gửi món quà của anh Thoại chị Dung ở bên nước Anh gửi cho bà cụ 500.000. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn cô rất nhiều chứ không biết. Cảm ơn anh chị nhiều hơn. Dạ. Em không biết cái làm gì trả ơn được. Em không biết làm gì trả ơn được tôi đồng tiền này. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh Thoại chị Dung ở nước Anh đã gửi đến bà cụ cũng như cô 500.000. Chúc anh chị luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. Tiếp theo con xin phép con gửi 500.000 của chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương. À, gửi cho bà cụ 500.000. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn, chúc mừng chị làm ăn phát đạt năm mới, và năm mới bằng ăn phát đạt. Chị ơi cho em hỏi nè, chị từng biết Long Mi Giả không? Dạ không. Có nghe nói chưa? Có nghe nói mà không có biết. Nếu mà xin chị Linh mà nhận về làm đi.
Em thấy cũng có tiền đó, người ta làm lông mi. Ô mà cái tay chị em sẽ làm không được. Em sợ em làm không được, nắm không được á. Nắm không được ha. Dạ. À, em xin lỗi. Dạ. Tại vì chị ấy làm lông mi giả bán lại đó. Dạ. Dạ. À, em cũng chân thành cảm ơn chị Linh, chủ công ty lông mi giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương đã gửi yêu thương đến bà ngày hôm nay 500 ngàn. Chúc chị luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. À. Con xin phép con gửi 500 ngàn của cô nữ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho bà 500 ngàn. Cô cũng cảm ơn cô nữ à. Dạ. Cảm ơn cô nữ rất nhiều. Dạ. Chúc cô nữ nhiều sức khỏe. Dạ. Tới Tết rồi mà ăn cho cô nữ tại cũng nợ cũng nợ. Con chân thành cảm ơn cô nữ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến bà 500 ngàn. Chúc cô luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con xin phép con gửi món quà của gia đình cụ bà 99 tuổi bên nước Mỹ, gửi đến bà cụ 500 ngàn. Cho bà già 99 tuổi còn gửi cho bà cụ. Cảm ơn bà cụ nhiều lắm. Chị, cảm ơn bà rất nhiều. 99 tuổi. Xúc động không chị? Dạ. Động mà bà cô mà... Bà con cho con lớn bà. Tuổi mà còn cho tiền cho mẹ em nữa mà. Còn tiền cho anh. Con xin chân thành cảm ơn gia đình cụ bà 99 tuổi nước Mỹ, trong đó có cô Mai, cô Yến, cậu Khánh, em Hưng đã gửi đến gia đình bà cụ đây 500 ngàn. Chúc gia đình bà cụ 99 tuổi luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con xin phép con gửi món quà của cô Nguyệt ở nước Mỹ, gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ, gửi đến bà 500 ngàn. Dạ, em cảm ơn chị Nguyệt, gia đình chị nhiều sức khỏe hết. Cô Nguyệt. Dạ, cô Nguyệt. Cô Nguyệt là năm nay 80 tuổi đó. Dạ. Già chúc cô nhiều sức khỏe. Yeah. Già mà cho già nữa. Yeah. À, cuối cùng này con xin phép con gửi món quà của chú Minh La. À, con xin chân thành cảm ơn cô Nguyệt, gia đình cô Nguyệt đã gửi yêu thương đến bà ngày hôm nay 500 ngàn. Con xin chúc gia đình cô luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. À. Yeah, con xin phép gửi món quà của chú Minh La đến bà 500 ngàn. Nhiều lắm. Cảm ơn chú Minh La rất nhiều. Bà kia chín còn con tuổi nữa, chín 100 tuổi. Giờ là 100 rồi đó. Tại năm nay là 24 rồi. Rồi, cảm ơn chú ăn nhiều lắm. Con cũng xin chân thành cảm ơn chú Minh La đã gửi yêu thương đến bà cũng như cô đây 500 ngàn. Chúc chú luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con xin phép con gửi 500 ngàn nữa của chị Kim Ly ở nước Mỹ. Dạ, con cảm ơn chị Kim Ly rất nhiều. Lắm. Dạ. Chúc chị bạn ăn cho thằng Tại lợi cho tới Tết đừng có tiền nhiều. Tiền nhiều. Về Việt Nam nhiều sức khỏe. Thăm bà cụ ha. Về Việt Nam nhớ cho em hai lần gửi thảm cho. Trời. Em xin thay mặt bà cụ như chị đây chân thành cảm ơn chị Kim Ly đã gửi yêu thương đến gia đình 500 ngàn. Chúc chị luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Vui không bà? Vui, vui cái cũng vui, tiền vui dữ lắm mà cũng nhớ lại cái cảnh cũng còn đâu đó những nỗi lo ở phía trước. Vậy đó. Giờ con xin phép con nhờ bà xuống dưới lấy con cái gỗ, cái thau nhỏ nhỏ con đựng cái này của chị Vân Nguyễn nè. Trời ơi, cắt tiền đi chị. Dạ. Nói em có khi bên bà nói đưa tiền hồi cái bà cầm hồi bà bỏ đâu mất tiền hồi mày có cắt không? Cũng bà cụ lớn tuổi rồi cũng hay quên. Dạ. Chị ha. Nhầm khi mình còn muốn quên nên nói chi bà cụ. Dạ. Gỗ đựng được. Dạ đây là miếng chả, chả cá. Dạ, cảm ơn. Đây là miếng tôm quấn chiên. Đây là giò lụa quấn xả. Này cũng là của chị Vân Nguyễn khi nãy đó. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều. Em hỏi chị nè, hồi nào giờ đi bán vậy có mua gì ngon ngon về cho mẹ ăn không? Dạ, có khi không dám mua, không đủ tiền để mua. Có khi mua mà không dám mua. Có khi cũng muốn mua mà không dám mua. Dạ, không đủ tiền để mua cho dạ. Mẹ ăn. Dễ dạ. Ăn này. Hôm nay có ông bà cô chú gửi tiền rồi nè. Dạ. Chiều cái mua gì cho bà ăn. Hồi sáng em lại thì hình ảnh của bà ăn khô hấp hả bà? Khô hấp. Dạ. Mẹ năm nay cũng tám mấy tuổi rồi. Nhín dạ. Ra để mua cho mẹ chị cái gì đó ăn cho bổ ngon ngon chị ha.
Con trước khi ra về con xin chúc bà cụ sống lâu trăm tuổi, chúc chị mua mai bán đắt chị ha. Dạ, chúc gia đình mình luôn bình yên hạnh phúc. Dạ em cảm ơn anh chị với cô chú chịu hết. Dạ cảm ơn đã chị là cứ chúc sức khỏe năm mới nhiều phát tài. Dạ vì có tiền vậy mà cứ không nó mần bán biết là bao nhiêu ngày mới được đồng tiền đó. Dạ dạ dễ gì có tiền có bạc vậy. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thần quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương đến bà cũng như chị ngày hôm nay. Chúc quý mạnh thần quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ.